Wow. Cái gì vậy? Wow, wow, wow. Sao vậy chú? Khởi động thôi mà. Chân phải, chân phải. Chân trụ của ba phải đặt cho nó vững. Là sao? Chân trụ của ba đặt không vững á, người của ba sẽ dễ lắc lư nè, rồi dễ té rồi đá hụt banh nữa. Trứng mà khôn hơn vịt. Cái này là vợt thôi mà. Còn vô trận đi sẽ thấy ba xuất thần như thế nào. Chơi. Mày uống gì cho trội vô đầu mày bây giờ. Chú, vô đá chú ơi nha. Cái vợt mà. Ô, làm như nó muốn chửi thề rồi đó. Làm lại. Mở lên. Mời thay đổi giờ sân đấu. Giao cầu. Mày vẫn còn cường tráng lắm mà. Cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng. Hãy thống trị sân bóng như ngày thường mày thống trị công ty. Cố lên. Để tôi. Ây da, sao không? Mấy cái thằng đó thiệt là. Anh ta quá đi. Chắc là khốn lắm đây. Giao cầu. Sorry. Ủa, mà bên con mà chú. Hôm nay chú kỳ quá. Không hiểu được luôn. Ba, hay là ba xuống thủ đi để con tấn công cho. Cái gì? Bậy. Chứ nãy giờ ba giành đá không, không ai đá được gì hết luôn. Giành hồi nào? Đúng rồi, chú ơi, chú đừng có giành nữa. Giao cầu. Tập trung đá vào chỗ ông Đà đấy. Ông Đà đã lỗ hổng đặc biệt của bên đội đấy. Ê, cái thằng kia mà nó ai lỗ hổng vậy? Cứ đá vào chỗ ông Đà. Nè, anh đang nói cẩn thận nha. Sao nói ba tôi là lỗ hổng? Chúng tôi nói đều nói chuyện thật thôi mà. Nè, tôn trọng người lớn tuổi nha chưa? Lịch sự chút xíu đi nha. Ba tôi chỉ già thôi chứ không có hổng. Tập trung vô trận đấu. Bỏ đi. Để tôi. Lần này mình đã có cảm giác rồi. Xuống. Đúng rồi. Xin lỗi. Bà sao kỳ vậy ba? Không biết sao nữa, ba đá kỳ quá. Có lẽ ba đá cái cầu nó mạnh quá đó con. Bà, vậy ba xuống chơi ở sao đi? Cái gì tự nhiên sao rồi đuổi ba xuống sao? Đúng rồi, chú ra phía sau đi. Phía trước để tụi con lo cho. Chú chơi trên này tốt mà. Thôi, đi mà chú. Thôi, ráng hy sinh đi ba chứ sao đội mình thua đó. Đúng rồi, đổi chỗ đi chú. Ủa sao đổi chỗ ông già vậy? Chán quá vậy, kỳ ghê anh ơi. Ê mấy nhóc kia mày nói gì vậy? Chỉ nói vậy thôi mà. Cố lên, đâu phải là công của mình tôi đâu, là của cả đội thôi. Rồi, con chân bài.
Rồi, hả? Không lên. Dạ. Rồi. Anh sửa mà anh cầm gỗ hay gì nhé. Cảm ơn chị. Anh Ngọc, anh chú, mình nghỉ ngơi nửa tiếng xong mình đã chung kết luôn. Nghe nói hiệp hội lần này á cho giải thưởng là cao lắm á nha. Mà công nhận anh Ngọc Sama đã hay thiệt. Ôi, Ngọc Sama gì anh cứ chọc quê tôi hoài à. Sở dĩ tôi có được tinh thần dẻo dai và trẻ trung như vậy là nhờ mỗi ngày uống 2 hộp sữa Enlin, 3 khỏe cơ xương khớp, cộng với mỗi ngày tập 30 phút thể dục mới được vậy đó. Anh Ngọc khiêm tốn à, quan trọng á là anh Ngọc đá giỏi nè. Đôi chân vàng này hồi nãy giờ toàn bộ một mình anh là ghi vàng không á. Trời, chân của ba tôi cũng... Ông Tài ơi, cố lên, cố lên. À, Liêu. Đây, 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 Lê lại đây, uống nước. Ồ, cảm ơn bà nha. Bà tới là tôi vui rồi. Ông nè, tôi có việc phải đi rồi. Ông cố gắng chơi tốt nha. Ủa vậy hả, đi hả? Cố lên nha ông. Cảm ơn Liễu nhiều lắm. Tôi đi nha. À, đi. Cố nhớ lên chưa? Khi cầu phát qua là anh phải truyền cho tôi liền như vậy tôi mới tấn công được. Nhớ dạ, nha. Dạ. Nhớ kỹ đó. Dạ. Gì vậy, có chuyện gì? Dạ, tụi con đang bàn chiến thuật trận chung kết đó chú. Ờ, sao? Bây giờ sao? Dạ, theo như con để ý á, thì khoảng 80% là cầu sẽ được truyền đến chỗ của ba đó. Ủa vậy thì tốt quá, ba sẽ rổ tài cho coi. Dạ không, vì ba là lỗ hổng cho nên họ mới truyền cho ba đó. Cái gì lỗ hổng quá vậy? Nè, còn cái vấn đề rất là quan trọng này, nhớ nha, phải nhớ tuyệt đối là tôi dặn nha. Nó nói gì con ráng nhớ nha. Dạ dạ. Khi mà cậu bên đó giao qua, thế nào con sẽ giao chỗ của ba tôi. Tuyệt đối đừng để ba tôi bắt cầu, hãy nhậu giành giật liền nha, giành giật lấy cầu và truyền qua cho tôi để tôi đá bên kia thế nào cũng ghi bàn thắng à. Con chừng là con quên là có mặt ba trên sân á. Bà giữ im lặng để con bàn chiến thuật chút xíu nha. Bây giờ nắm rõ chiến thuật chưa? Rõ rồi. Cứ như vậy mà tiến hành. 1, 2, 3 dè để khí thế thắng nè. 1, 2, 3 dè. Bà dè khí thế chút xíu dè vậy sao ăn. 1, 2, 3 dè. Bà ba, ừ? Lùi lùi giùm con đi ba, lùi con chút đi. Lùi chút đi ba, lùi chút nữa. Còn chỗ nào đâu lùi con. Lùi bước đi ba, nghe lời con đi. Hết rồi. Ba lùi giùm con một bước đi. Vậy là ba đứng ở ngoài sân á. Dạ đúng rồi, ba đứng ở luôn nha, đừng cử động nha ba. Con chỉ ơi là ba chạy vô nữa làm chi vậy? Con đã cho ba ở ngoài sân rồi ba vô làm chi? Cầu tới thì mình phải đá cho con. Bây giờ dù cầu có tới ba cũng phải né đi. Có như vậy thì anh Khiêm mới phối hợp với con nhịp nhàng ghi bàn thắng được. Dạ. Ủa cái cầu tới mà tự nhiên mình né là sao không hiểu luôn á. Con đã cố tình cho ba ra ngoài sân rồi ba cứ chạy vô. Bây giờ ba nghĩ đi. Ba ở trong sân ba có làm được cái gì đâu, đúng không? Bây giờ ba cứ coi như là ba đang chơi bóng né đi. Cứ cái cậu tới bà né qua né lại né sao là đẹp là được rồi ha. Còn bọn chị còn lại cứ để con với anh Khiêm lo, ba hiểu chưa? Tôi biết rồi. Ráng giúp con nha ba, con khổ quá mà. Thiệt á, bây giờ gian cái lấy tinh thần nè. Dạ. Vô ba. 1, 2, 3 yeah. Ba sao ba dễ yếu quá, sao có tinh thần. Thôi ba khỏi gieo đi, anh Khiêm lên đây. Hai anh em mình thôi. 1, 2, 3 yeah. Ok. Ba, sao ba lại né? Thì hồi nãy con nói là thấy cái cầu tới là né thì ba né đó. Thì con nói thì nói vậy thôi, nhưng tình huống hồi nãy là chỉ có ba trái cầu thôi, không có ai bên cạnh ba hết. Ba phải xử lý trái cầu đó chứ bên kia chứ. Ba ơi, ba làm gì bằng cái đầu giùm con nha ba nha. Thôi về về đi anh Kim. Dạ. Anh vô vị trí này thủ đi, một mình tôi đã tấn công được rồi. Dạ, dạ. Đứng vậy là con che chú á. Ba ơi, ba làm ơn làm phước đứng yên một chỗ thôi để cho con với anh Khiêm tập trung đá với bên kia nha. Con né đẹp vì cứ càm ràm hoài. Rồi bắt đầu đi. Con một mình chú né thôi đó.
con không có được né. Cầu là của tôi. À cũng vậy. Hay lắm Ngọc. Trước sau gì rồi sẽ có được những giây phút vinh quang nhất của cuộc đời mình. Hay quá Ngọc ơi, hay quá Ngọc. Nói ra xấu hổ, nhưng trong suốt 10 năm qua, giây phút vinh quang nhất cuộc đời tôi chính là trong cuộc thi cầu may. Lao tới, tung người lên, rồi thẳng chân đá thật mạnh. Làm đối thủ chỉ còn biết đứng nhìn. Tôi được công nhận là số 1. Phải công nhận, cảm giác đó thật là tuyệt vời. Dù rất nhanh chóng, nhưng mùi vị của cảm giác đó tôi không bao giờ có thể quên được. Trận cầu là vinh quang của tôi. Ra ngoài! Anh có sao không? Không sao đâu. Cô cứ làm gì tiếp đi. Ngọc vô chơi tụi em thôi. Ngọc. Anh không chơi đâu, mấy đứa chơi tiếp đi nha. Dạ dạ. Sẽ không tới lần thứ hai. Và tôi đã được bay bổng trong cái ảo giác của vinh quang đó trong thời gian rất dài. Anh cứ yên tâm, sản phẩm của công ty chúng tôi á đặt chất lượng lên hàng đầu. Nhưng mà giá của bên anh cao quá. Cái gì cũng có cái giá hết anh. Giá cao là do nguyên liệu tốt quá. Anh Lộc là số 1 phải không? Đúng rồi. À, quá số 1 trời ơi. Cái chân vàng là cái gì cũng được á. Anh số 1. Trời ơi trời, nó ngồi mà nó ngáy khí thế luôn. Ngọc! Ngọc! Yeah! Ra ngoài. Ra ngoài. Ngồi chút đường ba giật bẻ. Xin lỗi anh. Mọi người đang chơi bánh tù xì hả? Dạ. Anh Ngọc, anh Tú là vua bánh tù xì đó. Hay quá trời luôn. Anh Tú chơi bánh tù xì hay lắm hả? Cũng tạm tạm thôi à. Rồi dễ lắm nha. Nếu mà mình muốn đối phương họ ra cái búa thì mình phải nhẩm câu thần chú là búa. Liên tục búa 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 búa. Lúc đó đối phương sẽ chăm chú nhìn vào khẩu hình miệng của mình, mà họ sẽ bị phân tâm, mà không có nhớ là mình định ra cái gì. À, lúc đó họ sẽ chắc chắn sẽ ra cái búa. Mình phản đòn lại, mình ra cái bao là mình ăn chắc 100% luôn. Hay vậy ta? Có nghĩa là mình làm cho họ liệu theo hả? Đó, đúng rồi đó. Có ai chơi bánh tù tì với ba không? Chơi bánh tù tì với ba đi. Ba chơi bánh tù tì là vô địch thiên hạ luôn, không ai chơi bằng ba luôn á. Đi chơi bánh tù tì với ba nha. Em chơi bánh tù tì với anh đi. Anh chơi hay lắm á. Em chơi không lại anh đâu. Anh chơi với ẹt, ai thèm chơi với anh. Thử đi biết liền. Đi chơi với anh đi. Chơi đi. Làm gì? Chơi bánh tù tì với ba đi. À, nếu như con thắng, con muốn cái gì cũng được hết. Con nói thiệt không? Đương nhiên rồi. Nếu như mà con thắng thì ba cho con tiền nha. Được luôn. Nhưng nếu như con thua, con phải bị bà búng tráng. Chịu không? Ok, chơi. Con phải nói là thách đấu. Thách đấu. Rồi con phải làm gì nữa nè? Tại hạ xin được chỉ giáo.
bậy trò quá. Không biết có thắng được người ta không mà bậy quá. Đại hạ xin được chỉ giáo. Lẹ ra mở tay. Rồi bắt đầu nha. Lẹ đi ba. Tù si. Con thua rồi, thấy chưa, ba đã nói rồi, con chơi không lại ba đâu. Ba là độc cô cầu bại nè. Đây, 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 uống chán nè. À. Con dễ ẹc à, đi qua đi, để mẹ. Qua đây, thách đấu nha. Để em chơi với anh nè. Làm giống vậy đi. Thôi, hụt cho con đi mẹ. Con yên tâm. Tại hạ xin được chỉ giáo. Tại hạ xin được chỉ giáo. Tù si. Anh nói là anh vô địch thiên hạ mà đâm cua cầu bại là ta không ai chơi với tù tì lại mà ta đâu. Sao kỳ vậy? Rõ ràng là em tính ra múa mà sao tự nhiên ra cái kéo vậy? Ghiệt 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 ghiệt. Có ai muốn thách đấu lại không? Tù. Mấy đứa làm gì vậy? Ba mới về hả? Ba mới về. Tù si. Ta đã nói là ta chú mày xích cho coi. Kỳ cục quá. Làm gì mày chơi gì mày búng con gái yêu của tao vậy? Bây giờ con đã là trở thành chùm cuối của quán tù xì rồi. Vô địch thiên hạ bách phát bách trúng. Không ai chơi lại con hết ba. Đúng không làm chi? Ông ơi, ba con chơi quảnh tù xì hơi bị giỏi luôn á nha. Nãy giờ con với mẹ chơi toàn thua, không có lần nào thắng luôn á. Thiệt, bún con đỏ tráng hết luôn rồi ba. Con ưu nguyên cục đây luôn nè. Dạ, yeah, tao tủ rồi hả? Dạ đúng rồi. Dám chơi với ba ăn dáng không? Chơi với ba hả? Ừ. Được thôi. Nhưng trước khi chơi, ba phải làm theo con. Làm gì? Tại hạ xin được chỉ giáo. Chỉ giáo cái con khỉ chơi mà chơi thôi, có chỉ giáo gì đây? Ba phải nói như vậy thì cuộc chơi nó có mấy ý nghĩa. Cái thằng sao nó rắc rối quá. Rồi đó, tại hạ xin chỉ giáo. Chơi. Cố lên ba, trả thù cho con đi ba. Đúng rồi. Trả thù cho con. Trả thù cho con đi ông. Tù si. Sorry sorry đi, không sao. Cứ một dáng không có là cái gì của con. Yên tâm, chờ dáng nữa nè. Ba, hồi nãy con để ý nha. Cái miệng ông bữa nay kỳ lắm á, cứ lẩm bẩm. Có chơi chiêu gì đúng không? Chiêu gì, người ta chơi xong người ta thắng thôi, chơi không lại rồi đổ thừa. Bây giờ con có nên búng ba một cái thiệt là tình thương mến thương không ta? Anh dám búng ba hả? Thua phải chấp nhận thôi. Thì cho thiếu đi. Thì ngon chơi dáng nữa. Thôi được rồi, bây giờ nếu chơi dáng nữa thì hình phạt phải thay đổi à nha. Muốn sao? Để con coi. Được rồi, bây giờ nếu như ba thua thì tối nay ba chỉ được ăn cơm không, không được ăn đồ ăn. Thôi hả? Ăn cơm không, không ăn đồ ăn. Dễ ợt chơi. Ai nhưng mà ngược lại, nếu mà con thua thì vừa bị bún mà vừa ăn cơm không có đồ ăn. Nhìn nhỏ như con thỏ. Bắt đầu. Ba phải làm thủ tục trước đi. Thủ tục gì? Tại hạ xin được chỉ giáo. Tại hạ xin được chỉ giáo. Mùi tôm thiệt là nồng nàn. Khó quá tôm ơi. Ủa ông ơi, bộ bữa nay đồ ăn không có vừa miệng ông hả ông? Không phải, tại ông khoái ăn vậy à. Chứ không phải là do đồ ăn con. Ủa? Thiệt là tội nghiệp. Có tuổi rồi mà ăn cơm không với nước như vậy không có tốt đâu ba. Thôi, con tha cho ba đó, ba ăn đồ ăn đi. Tao không cần tha mày. Thôi mà ba, ăn vậy sao mà được? Không ăn, kệ tôi. Ăn đi mà. Không. Ủa ba, ba chơi tôi xì giỏi vậy hả? Ba chơi con đi. Trời đất ơi,
Lại một kẻ không biết lượng sức mình, coi trời bằng dung. Được thôi, nếu như con muốn thì ba sẽ tiếp. Nhưng trước khi chơi, con phải chào hỏi trước. Dạ nha, làm theo ba. Tại hạ xin được chỉ giáo. Tại hạ xin được chỉ giáo. Đây là hình phạt cho kẻ không biết lượng sức mình, đưa cái trán con đây. Tất cả những kẻ đã bại trận dưới tay ta nè, tay ta, tay ta. Cười ngạo nghễ. Cười cũng thấy ghét. Tâm ý. Dạ. Thái độ của con là sao? Con muốn đấu với chú đúng không? Dạ không. Chú hỏi chơi thôi chứ thừa biết làm sao mà con dám đấu với chú được. Kể từ ngày hôm nay, Minh Ngọc này xin tuyên bố, ai muốn phục thù cứ liên hệ với Minh Ngọc này sẽ tiếp 24/24. Ông nào qua đi. Ủa con thấy bình thường mà ba, mấy ông trùm cuối á thắng hay cười vậy lắm á. Mày cười nhăn nước mép luôn à. Mình tém lại chút thôi. Cười thấy ghét thiệt chứ. Đừng cười nữa. Bây giờ ba chỉ cười chứ ba không thèm ăn cơm luôn rồi con. Chán quá. Ủa, trái em bị sao vậy? Em chọn tù tì với chú á, thua 10 trận luôn. Chú với chú hả? Ừ, chú chơi giỏi cực kỳ luôn. 10 trận, trận nào chú cũng thắng hết trơn á. Em thua hết 10 trận luôn. Đáng nhẽ là chú ngọc búng em 10 cái đó, nhưng mà trận cuối chú tha cho nên chỉ búng có 9 cái thôi à. Ngày mai em nhất định sẽ đấu tiếp, em sẽ phục thù chú mới được. Chị thấy á, em cứ chơi như vậy hoài á là thế nào cũng thua nữa à. Theo chị thấy thì chú đang dùng bí quyết đó. Bí quyết? Là gì vậy chị? Hồi trước á, ba có chỉ chị ba mức để thắng khi chơi oẳn tù tì đó. Chị nghĩ là chú đang chơi mức thứ nhất đó. Mức thứ nhất? Bí quyết là sao? Chị chỉ cho em đi. Nè, bây giờ á, người dùng cách thứ nhất á, họ sẽ nhẩm câu thần chú để làm phân tâm mình. Và khi đó mình sẽ bị liệu theo lời nhẩm của họ và ra thứ mà họ đã nhẩm. Vì họ biết chắc chắn á là mình sẽ ra thứ gì và chỉ cần phản đòn lại là đã thắng rồi. Hiểu chưa? Bây giờ thử nha. Đó, em ra búa theo lời nhẩm của chị rồi đó. Thấy không? Dạ, hay. Vậy còn mức thứ hai thì sao? Quẩn tù si. Hay mà. Có bộ bây giờ kiếm một người thắng ta như mò kim đáy bể, không thể nào tìm ra một đối thủ cạnh tranh được. Đưa cái trán của con đây. Nhỏ hết kìa. Nếu mà giỏi vậy thì mở cái trường quẩn tù tì đi. Ba đầu tư cho con đi, con mở liền. Khoan, chú ơi. Hả? Chú với con thách đấu lại lần nữa nha. Trời đất ơi, ngày hôm qua đã thua chú rồi mà hôm nay còn dám thách đấu lại hả? Con đã có cách để thắng chú rồi. Cái bộ gan à. Con đó không được chơi với chú nghe chưa? Bộ con không thấy hả? Ai cũng bị chú búng hả đỏ trán hết trơn luôn rồi đó. Không sao đâu cô, con đã có cách phục thù chú rồi. Thôi được, đối thủ từng bại trận đã muốn thách đấu thì làm sao ta từ chối được. Xin mời. Tại hạ xin được chỉ giáo. Khi thấy chú bắt đầu nhẩm thần chú, em phải tỉnh táo. Nếu thấy chú nhẩm búa, em phải ra kéo. Nếu chú nhẩm bao, thì em phải ra búa. Và cuối cùng, nếu chú nhẩm kéo, thì em ra bao. Trời đất ơi, trời ơi. Tâm anh thắng rồi. Con thắng rồi đó.
Nè, bây giờ nghe cho kỹ nha. Muốn chơi được bước 2 á thì em phải thật là thành thạo bước 1. Khi mà chú Nhẩm búa 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 là chú muốn em ra búa theo lời nhẩm của chú, và chú sẽ ra bao để thắng em. Vì vậy á, bước 2 chính là em sẽ ra kéo để thắng cái bao của chú. Đó gọi là chiêu phản đòn. Cuối cùng thì trùm quảnh tù tì trong nhà này cũng đã có người thay thế. Giỏi lắm con. Tâm Anh, sao em có cái chiêu mà để thắng được hay vậy? À, dạ, chị em đã viết ra giấy cho em có 3 mức để chơi thắng quảnh tù xì. Mức chú đang dùng là mức số 1, còn mức con đang dùng là mức số 2. Vậy là còn mức số 3 nữa hả? Không thể nào. Làm sao có thể có một người xoắn ngon của ta được? Thách đấu lại đi. Khoan, không có vồ vập, chưa bị búng mà. Trả thôn thôi. Búng. Thôi được, búng đi. Búng. Mà nó từ sao một người búng con vậy? Búng ké. Búng ké nữa. Bây giờ thách đấu lại đi. Nhưng mà chưa phải chào hỏi chứ. Thôi được. Đúng rồi, tại hạ xin được chỉ giáo. Ê, không có thành ý. Chào người ta là phải cúi đầu xuống. Đúng rồi bơi. Tại hạ xin được chỉ giáo. Bắt đầu. Quán tô tây. Ba Dạ, chị em đã viết ra giấy cho em có 3 mức để chơi thắng quảnh tù xì. Mức chú đang dùng là mức số 1, còn mức con đang dùng là mức số 2. Y ơi, y à, y ơi, y. Sao chú lục đầu của con? Đâu có đâu. Cái gì vậy? Dạ, chú. Sao vậy? Vậy? Dạ. Sao mày lục đồ người ta? Mày kiếm gì ở trong? Đâu có kiếm, con chủ yếu vô đây là con kiếm một cái cây. Mà mày cầm cái đó làm chi vậy? Dạ, cái này của Tâm Anh. Trời, cái gì? Của Tâm Ý chứ. Cô ơi. Cô đi ra ngân hàng rồi con ơi. Chú, mình đấu lại một ván nữa. Nhưng mà chị con nói là không được chơi ẩn tù tì với chú nữa. Đâu có chị con ở nhà đâu. Chơi một ván thôi. Một ván với chú nha. Ừ. Dạ. Nhưng mà chú đang bị thương nên khỏi phải chào hỏi nha chú. Không, nguyên tắc là phải nguyên tắc. Chơi là phải chào hỏi đàng hoàng, như vậy mới gọi là cuộc chơi, con hiểu không? Dạ. Tại hạ xin được. Ai à? Không sao. Tại hạ xin được nghiêng mình chỉ giáo. Ba không muốn thấy mặt con nữa, ra ngoài. Ba, con không có làm chuyện này thiệt mà. Đã nói đi ra ngoài. Chuyện này không phải con làm thiệt đó ba. Cú đá thẳng ra ngoài. Dạ. Chết cha. Hai chó bé rồi. Ngọc ơi là Ngọc. Khoan cho con mà ba, thật sự con đâu có làm chuyện này.
Lại có chuyện gì nữa hả? Thôi, không cần phải hỏi. Anh lại gây ra cái gì tày trời nữa rồi. Không biết thì đừng có nói. Lỗi phải của anh đâu. Rõ ràng ba không có chuyện nghe anh giải thích gì hết. Đổ lỗi cho anh không à. Bởi vì em coi kìa. Thấy chưa? Nhà này riết rồi bây giờ. Lời nói của tôi không có 100 gram nào đó. Tại ơi tức quá rồi em. Hey. Ô, về coi liệu. Em chào cô. Mấy đứa đi đâu vậy? Dạ, tụi con Club Hip Hop. Hip Hop. Yes. Đi chơi hả? Nhảy, nhảy, bạn nói cho anh rủ lên. Suốt ngày chỉ biết nhảy nhót không à. Ngoài ra không biết làm gì nữa hết á. Còn Julian. À, dạ. Con cũng đi với lại tụi nó nữa hả? Dạ. Cô đi chung không? Đi không cô? Hả? Đi không cô? Đi không? Rủ cô đi hả? Dạ. Thôi đừng có rủ, hô hô, nhà rồi, ở nhà ngủ đi, hô hô. Dạ, bà nội mày. Xin lỗi cô, đi thôi anh em ơi. Cảm đi nha cô. Cô đi. Chào mấy đứa. Anh Ngọc. Ủa anh Ngọc, chào anh. Anh à. Đang đón taxi hả? Dạ. Lên xe anh cho có gian nè. Ủa, thiệt hả anh? Mấy đứa định tới lớp chơi hả? Dạ, dạ. Đúng rồi. Thanh niên giờ sướng thiệt ha. Đủ thứ chỗ đi chơi hết. Thời anh cơm còn có ăn nữa. Ghen tị mấy đứa thiệt. Ủa mà anh đi đâu một mình vậy? Anh đang có chuyện buồn. Định ra ngoài hóng gió cho nó thoáng chút. Mà giờ cũng không biết đi đâu, chắc đi về quá. Hay là đi chung với tụi em nha, cho vui. Đúng rồi á, đi đi anh. Thôi thôi, anh có tuổi rồi, tới mấy chỗ đó sao được, mấy đứa đi đi. Vậy là anh chưa hiểu về hip hop rồi. Hip hop nó giống như là một cái sự tự do vậy. Không có phân biệt về tuổi tác, cũng không có rào cản về giới tính. Anh hiểu không? Yeah, đúng rồi, nhưng mà hơn nữa là anh chưa có già đâu. Đúng rồi đó, đi đi anh. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi. Đi. Thôi được rồi, vậy anh tới chơi mấy đứa một chút rồi anh về nha. Ok, yeah. Vô cái nè. Đây đảo quá. Yeah. Đồ ngon. Alo, chú đâu rồi? Anh cây. Chú ơi, đi thẳng vô cửa đó. Đi thẳng vô cửa. Hey yo. What's up man? Dạ. Giới thiệu không? Đây là Mai, bạn gái của tôi. Mai, Mai. Còn đây là Julian. Yeah. Yeah. Đây, giới thiệu là anh Ngọc. Rồi, chút nữa gặp lại nha. Ok. Rồi. Goodbye, man. Mình ra cái nhảy đi anh. Đi. Đi. Yo, 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 welcome to the big show. What? Let's go. Khi em đến bên anh thật cứ như một cơn gió. Một mùi thơm nhỏ nhỏ ở đâu đó xung quanh đây. Cuộc gặp gỡ hôm nay khiến tim anh như loạn nhịp. Chẳng thể nào bắt kịp theo đôi mắt ấy của em. Nếu là lo lắng thì với anh đây là một hoàng tử giá. Anh chắc rằng tình cảm anh sẽ đủ vững trái tim em. Chỉ mong sẽ tương lai cho chúng ta được gặp lại. Cậu đó đang nói gì vậy? Với của tôi ta là đang beatbox mà rap freestyle đó. Là rap tự do hả? Dạ đúng rồi. Hôm nay em thấy anh nãy hơi bị giải phóng con thú trong người luôn nha. Ở đây vui thiệt á. Bao nhiêu mệnh dọc tay tiếng hết luôn. Quất quất quất. Bạn em hồi nãy làm cái này là cái gì? Là cái gì? Rap freestyle. Cái lời nó viết làm sao? Rap freestyle là không có lời anh ơi. Mình rap tự do thoải mái. Miễn sao mình nói ra được cái nỗi lòng của mình thôi. Nói ra nỗi lòng hả? Yeah. Bởi vì rap freestyle á là âm nhạc của người da màu. Họ muốn dùng cái âm nhạc đó để lên án với lại phản ánh cái nạn phân biệt chủng tộc mà họ phải chịu đựng đó. Cho nên là họ cứ rap ra hết cái nỗi lòng của mình. Sau đó họ sẽ rất là thoải mái. Yeah.
Nguyên, Nguyên. Cái gì vậy? Con tải giùm ba mấy cái bài nhạc hip hop về máy nha. Bài nào càng sung càng tốt. Nhạc hip hop hả ba? Ừ, ba không biết cách tải, con tải giùm ba đi. Mấy kiểu nè. À dạ dạ dạ. Kiểu là vậy đó. Này Ngọc, tiền ở bên Đăng Khang sao chưa thấy vô? Bên đó mà nợ dài á là mình thiệt hại nhiều lắm đó. Ok man. Gì? Ok man gì? Con nói cái gì? Hả? Điên hả? À, dạ con xin lỗi ba, nãy giờ con đang suy nghĩ chuyện khác á mà. Trời ơi, làm ơn tỉnh táo dùng chút đi con. Nhìn cái đầu thì to mà anh trông có một trái nho à. Ok man. Vô đi. Dạ ba gọi con. Tại sao vậy hả? Tại sao vậy? Tại sao là xác nhận rồi đã nhận tiền thanh toán của công ty An Khang hả? Ủa, bộ bên đó chưa thanh toán nữa hả ba? Trời ơi, giờ này mày còn hỏi nữa hả? Ba dặn con sao là phải làm sao đòi được cái tiền của công ty An Khang. Nói cho biết, lần này ha mà con đòi không được á thì con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lỡ như công ty An Khang nó phá sản thì sao ba? Ra ngoài! Đi! Tao nói mày ra ngoài! Trời ơi, sao nhức đầu với thằng này quá. Alo. À, Quốc hả? Anh Ngọc nè Quốc ơi. À, dạ, em nghe nè. À, nhạc chuông của em hay quá. Anh có thể nào xin tải cái bài nhạc này về làm nhạc chuông của anh không? Trời, em có cấm anh cũng đâu có được đâu, thoải mái đi anh. Mà anh gọi em có gì không? Tại lâu rồi không có tới lớp chơi. Mà tự nhiên dạo này anh thích nghe nhạc hip hop ghê luôn á. Anh thích lắm luôn á. Định rủ mấy đứa bữa nào tới đó chơi nữa nè. Ok, bye man. Woo. Ủa, ai gọi anh hả? Anh Ngọc gọi. Ông gọi anh chi? Anh rủ mình đi lớp nữa đó mà. Hả? Dạ. Dạ. Nè cái thằng kia. Con khỉ. Mày làm khỉ đó hả? Dạ, ba kêu con hả? Sao bữa nay Khang chưa trả tiền? Đó đâu phải trách nhiệm của con đâu. Trời ơi, nó nói như không vậy đó. Không có trách nhiệm của con. Phải chứ con đòi tiền trước thì đâu có phải mất trắng như vậy hả? Trời ơi, nó cãi hả? Mày gì vậy? Mày chạy hả? Mày chạy hả? Con có biết là họ trễ hạn thanh toán bao lâu rồi không? Theo như ba nhớ đó, 2 tuần rồi đó con. Phải làm sao chứ? Ba nói cái gì sai sao? Con khúc mắc ở trong lòng, con cứ nói ra. Dạ, con có đòi rồi, nhưng mà tại họ chưa trả thôi. À, có nghĩa là họ chưa trả và mình cứ để vậy hả? Thì con phải đòi người ta. Thân là phó giám đốc, mà tại sao con không khôn ngoan một chút gì hết vậy? Dạ, dạ. Ngày nào cũng phải nghe những lời nói, những câu nói hàng ngày tôi phải nghe. Tôi là một quý ông lịch lãm, tôi tên là Ngọc. Tại sao con cứ coi con là thằng ngốc? Dạ, dạ. Tại sao vậy hả ba? Áp bức chỉ biết la mắng chửi bới. Dạ. Có tim con tan nát, con không muốn tồn tại. Nhưng giờ có hip hop, con sẽ dùng những giờ hát này để chống lại ba. Dạ. Ngày nào con cũng tức tức đầy người. Khi con cô đơn và đau đớn, những áp bức dồn nén, có ngày con sẽ bung ra. Lúc đó con sẽ chống lại ba. Vì con là quý ông lịch lãm, con cũng là con người, con không sợ ai hết. Con sẽ chống lại ba, đơn giản như thế thôi. Yeah. Ba nói con có nghe cái gì không? Dạ, con xin lỗi ba. Ôi trời ơi trời. Ôi trời, thằng này nó hết thuốc chữa rồi.